lắp 6 rồi. Đúng rồi, có mấy cái đỏ đỏ đó là đúng rồi. Rồi, tải cái file lab 6 đó về làm. Tiếp tục gì nữa nào? Nhập vào 5 sản phẩm, mỗi sản phẩm gồm tên, giá và hãng. Xuất thông tin các sản phẩm là có hãng là Nokia. Mình lấy lại cái bài hôm trước đi, đúng không? Nhưng bây giờ mình làm lại thì nó hơi phí. Mình lấy lại cái bài lớp 5, bài 3, đúng không nào? Copy qua lớp 6, dán vô refactor luôn để cho nó sửa đổi các cái gói hết luôn các bạn. Thế nè, đổi bình thường ở bên kia là nó để cái package là lớp 5, mình chuyển qua đây mình sửa là nó để là lớp 6 cho mình luôn. Đây, tự động nó đổi thành lớp 6 luôn nha. Tự động nó đổi thành lớp 6. Sản phẩm. Thực ra mình cũng không cần đến cái import này đâu. Dưới này đâu có gì đâu mà import. Chỗ này không phải là bài 3 mà là bài 2. Bây giờ các bạn chú ý nè, đổi tên ở đâu nè. Import lab 5 không cần luôn. Chỗ này các bạn đổi cho thầy ở trong này nhé. Ở trong cái class các bạn đổi bài 2. Nó báo lỗi. Internet Enter. Các bạn nhấn Internet Enter. Nó nói là đổi tên file luôn không? Đổi luôn. Đây tự động nó đổi thành bài 2 cho mình. Rồi lưu lại là nó hết lỗi. Bây giờ bài 2 của mình trong sản phẩm nó thiếu cái gì? Thiếu hãng. Public screen S hãng chấm. Như vậy trong này mình sẽ thêm giúp vô đây cho thầy screen S hãng. Vì cái này mình mới thêm cho nên là nó hơi khác cái bên kia. S hãng. Get tên sản phẩm. Get set. Rồi ok. Sửa gì nữa nào? Bạn nào mà không có rõ thầy đang làm cái này ở đâu thì xem lại cái bài lớp 5 nha. Lớp 5 bài 3. Nhập. Nhập sản phẩm. Chỗ này thêm tí. Thêm cái hãng nữa. Giá sản phẩm, cái này là hãng sản phẩm. Hãng sản phẩm thì SP của chúng ta nó sẽ là S hãng bằng net gì? Net line. Chỗ này chú ý nha, có dùng net line nữa hay không nha. Chú ý chỗ này, tí nữa mình chạy các bạn sẽ thấy. Lúc bài trước là mình ghép cái thằng double cuối cùng. Còn bài này mình ghét cái thằng string cuối cùng. Hai cái khác nhau. Nhập sản phẩm, xuất sản phẩm. Xuất sản phẩm, giá sản phẩm phải hãng.
sản phẩm. Phần trăm S xịt N phẩy SP chấm S hãng. Tìm sản phẩm. Hôm trước là mình tìm theo tên. Bây giờ mình sẽ tìm theo hãng. Tìm hãng sản phẩm. Hãng. Đó là mình đã viết thêm cái hàm hãng sản phẩm. Tìm tìm như vậy mình có liệt kê được hết không? Không được đâu. Nó chỉ tìm cái sản phẩm đầu tiên thôi. Còn nếu như mà muốn liệt kê hết thì mình đọc ra, sau rồi mình so sánh. Đọc ra sau đó mình so sánh. Mình liệt kê xong mình đọc ra mình so sánh. Ok, như vậy bắt đầu mình vô mình làm. Cái đầu tiên, 5 sản phẩm. Rồi, xuất thông tin các sản phẩm là Nokia. Như vậy chỗ này ở cái hàm xuất sản phẩm Nokia, mình thêm cho thầy cái menu nữa. Thêm cho thầy cái menu tiếp theo. Chỗ này nó không phải là 2 nữa mà 21. Xuất sản phẩm Nokia. Nó kìa 21. Rồi 3, 4, 5, 6, 7. Chỗ này 7, 7, 7. 21 thì làm gì? Mình gọi cái hàm xuất Nokia, hoặc là mình viết trực tiếp ở đây cũng được. Mình muốn viết thì viết ở đây luôn. For sản phẩm SP 2 chấm list sản phẩm làm gì? Nếu sản phẩm chấm gì, hãng chấm equate Nokia thì xuất ra, nếu tìm thấy thì xuất ra. Nếu tìm thấy thì xuất ra. Xuất đi, gọi cái hàm xuất. Xuất sản phẩm. À, cái xuất sản phẩm của mình là mình đưa nguyên khối vô rồi. Xuất sản phẩm là xuất nguyên lít. Thôi, mình làm cái này đi. Xuất sản phẩm. Rồi xong. Bread. Được chưa? Sản phẩm list sản phẩm nó kìa. Rồi chạy thử coi. Nhập sản phẩm. Tên sản phẩm.
Máy tính. Giá sản phẩm 1.000. Hãng sản phẩm IBM. Tên sản phẩm. Điện thoại. Giá sản phẩm 200. Hãng sản phẩm Nokia. Nhập tiếp theo. Tên sản phẩm. Xe máy. Giá sản phẩm 3.000. Hãng sản phẩm Honda. Tiếp tục. Tên sản phẩm. Điện thoại 2. Giá sản phẩm Nokia. No, không nhập nữa. Bây giờ mình sẽ xuất sản phẩm ra coi. Số 2. Số 2 của mình nó sẽ có là máy tính, điện thoại, xe máy và điện thoại 2. Có tổng cộng 4 sản phẩm. Bây giờ mình sẽ chọn chức năng là 21. Chức năng 21. Chuyện gì đang xảy ra? Lý do. Phải vậy không? Chức năng 21. Nó khuyến nghị mình là nên dùng function ở đây nè. Mình chạy lại coi chức năng 21 tại sao nó không có vô. Chức năng 21. Shift chọn. Vô mà. À, do cái list sản phẩm của mình. List sản phẩm. Ok, chạy lại thử coi. 1. Tên sản phẩm A. Giá sản phẩm 1. Hãng sản phẩm A luôn. Tên sản phẩm B. Giá sản phẩm 2. No. Yeah. Không. Chọn. Chọn chức năng 21. Sản phẩm có mà. Sản phẩm A. Giá. À rồi, ok. Hãng nó không có lưu. Rồi rồi. Hãng. Hãng nó không có lưu. Cho nên nó không có so được. Nhập sản phẩm. Ủa sao nó không lưu vô đây ta? Chọn chức năng 1. Hãng
sản phẩm. Đó, nó trôi mất thấy không? Mình nhận double một cái là nó không có chờ nhập gì trơn, bấm một cái nó qua luôn rồi. Đó. Như vậy cái giá cái hãng sản phẩm của mình đây nó không được nhập nè. Cho nên chỗ này sau khi các bạn dùng cho thầy là scan chấm netline rồi chạy lại thử nhé, chức năng là một, tên sản phẩm a, giá sản phẩm một, đến đây hãng sản phẩm chuẩn bị nó chờ nhập nè, bấm tiếp. Đó, giờ nó mới chờ nhập ha. Hãng sản phẩm là A luôn. Nó mới qua đây. Sản phẩm của mình. Đây, hãng nó mới vô nè. Như vậy khi mà các bạn chạy chương trình á, thực ra cái chương trình của mình lúc nãy nó có bị lỗi không? Không. Mà nó lỗi là do lỗi gì? Lỗi gọi là lỗi gì nhỉ? Này không phải là do lỗi cú pháp, cũng không phải là do lỗi thuật toán, không phải là gì hết trơn á. Nhưng mà lúc mà mình chạy nó bị trôi lịch. Thì chỉ có việc là các bạn phải chạy đi bắt thôi. Bắt từ từ mình mới tìm ra nguyên nhân là tại sao là mình không có lấy được giá trị. Chứ còn nếu mà các bạn không có chạy kiểu vậy là bó tay luôn, không biết sửa gì luôn. Nó đâu có lỗi gì đâu sửa. Rồi mình chạy lại thử ha. Run file. Chức năng 1 nhập nhanh, sản phẩm A, giá là 1, hãng là A. Rồi đây nè, bị trôi tiếp nè. Tên sản phẩm B, giá là 2. Nokia. Đây chú ý chỗ này nữa nè, bị nè. Rồi tên sản phẩm là C, giá sản phẩm là 3, hãng sản phẩm là C. Tên sản phẩm là D, giá sản phẩm 4, hãng sản phẩm Nokia. No. Rồi chức năng của mình, chức năng số 2, liệt kê được 4 sản phẩm. Chức năng số 21, chức năng số 21 liệt kê cho mình 2 sản phẩm. Được chưa? Xong chưa? Xong bài số 2 rồi. Dễ không? Khó à? Khó chỗ nào? Khó chỗ nào? Đúng rồi, chứ khó nguyên bài là hơi vô lý. Khó chỗ nào thầy giải thích lại. Feedback là thầy không hỗ trợ, mà cuối cùng không hỏi gì, không biết thầy hỗ trợ cái gì. Mà feedback là thầy không hỗ trợ trên lớp, bó tay. Biết nào thôi, nói làm gì. Rồi ok à, như vậy thì cái này là mình thừa kế từ bài 3 của lớp 5. Rồi qua đây mình sửa một tí thôi. Không đến nỗi thế.